Tin chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, vào khoảng 10 giờ sáng nay, cầu Phong Châu trên quốc lộ 32C nối liền hai huyện Tam Nông và huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã bị sập. Theo ghi nhận ban đầu, thì vào thời điểm cầu sập thì trên cầu có nhiều phương tiện đang di chuyển, nhiều người dân đã gặp nạn. Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, mực nước trên sông Hồng dâng cao chảy xiết đã cuốn trôi hai nhịp cầu. Và ngay sau khi vụ việc xảy ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Bùi Văn Quang đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả. Lực lượng công an, quân đội và chính quyền địa phương đã kịp thời tiến hành căng dây cảnh báo, lập chốt ngăn chặn dòng người lên cầu, đồng thời huy động phương tiện, nhân lực để triển khai công tác cứu hộ cứu nạn. Cầu Phong Châu bắc qua sông Hồng được xây dựng với kết cấu giàn thép có chiều dài gần 380 m. Công trình được khánh thành vào ngày 28 tháng 7 năm 1995. Năm 2013, cầu Phong Châu được sửa chữa. Đến tháng 9 năm 2019, Phú Thọ ra lệnh cấm các phương tiện có trọng tải từ 18 tấn trở lên qua cầu này. Hiện chưa có thông tin chính thức về số người và phương tiện gặp nạn. Và để thông tin cụ thể từ hiện trường về vụ sập cầu Phong Châu, tỉnh Phú Thọ, cũng như là những thiệt hại sơ bộ, thì ngay bây giờ chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp qua điện thoại với phóng viên Duy Thành, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Phú Thọ đang có mặt tại hiện trường. Dạ vâng, xin chào anh Duy Thành. Anh có thể cho biết thông tin cụ thể hơn về diễn biến của vụ sập cầu Phong Châu, cũng như là sơ bộ thiệt hại tính đến lúc này ạ? Vâng ạ. Xin chào chị MC ạ. Hiện tại thì tôi đang đứng ở phía dưới của cầu Phong Châu. Lúc này thì theo quan sát thì một nửa chiều dài của chiếc cầu thì đã rơi xuống sông và đang mắc vào phía bờ của một bờ sông ở phía huyện Tam Nông. Và lúc này thì như quý thính giả đang nghe thì mực nước sông đang chảy rất là xiết và dâng cao. Trong quá trình mà cầu bị sập thì đã có một số phương tiện là ô tô, xe máy và xe đạp điện và đã không may không di chuyển kịp thì đã rơi xuống sông. Và có một số người thì đã kịp bơi vào bờ và đã được lực lượng chức năng đưa vào bệnh viện để mà chữa trị. Cùng với đó thì ngay sau khi xảy ra sự việc thì lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, lực lượng công an, quân đội thì đã có mặt tại hiện trường để tổ chức xác minh các phương tiện không may, phương tiện và người không may bị rơi xuống sông và tổ chức ứng cứu dọc theo tuyến sông Hồng. Tuy nhiên thì mực nước thì đang rất là xiết và chảy rất là mạnh, thế nên là cái việc ứng cứu cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và cùng với cái việc tổ chức ứng cứu cho những cái người không may bị gặp nạn thì lực lượng chức năng cũng đã tổ chức phân luồng và quán triệt đến các người dân ở hai bên đầu cầu, tránh trường hợp là người dân tiến lại gần khu vực cầu để xảy ra tình trạng sạt lở. Vâng, công tác cứu hộ cứu nạn thì đã được các lực lượng chức năng của tỉnh Phú Thọ tiến hành như thế nào và có gặp những cái khó khăn gì không ạ thưa anh? Vâng, như tôi vừa nói thì do mực nước sông đang chảy rất là xiết, thế nên là cái việc tổ chức ứng cứu thì bước đầu thì cũng đã gặp những cái khó khăn. Tuy nhiên thì lực lượng công an, quân đội thì cũng đang huy động tối đa lực lượng và để mà đi triển khai dọc theo những cái tuyến sông để mà xác minh được những cái số người đang có thể là không may rơi xuống sông để triển khai các lực lượng. Vâng, xin cảm ơn phóng viên Duy Thành với những thông tin trực tiếp từ hiện trường. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật thông tin về vụ việc này ngay sau khi có tín hiệu trực tiếp từ hiện trường để gửi đến quý vị và các bạn. Còn tại tỉnh Thái Nguyên thì từ đêm ngày 8 cho đến sáng ngày 9, mực nước sông cầu khu vực tỉnh Thái Nguyên lên cao đã khiến ngập diện rộng, lụt vùng ven sông, sạt lở bờ sông và ảnh hưởng trực tiếp tính mạng cũng như là tài sản của người dân sinh sống ở hai bên bờ sông. Đặc biệt là tại thành phố Thái Nguyên thì có 17 xã phường của thành phố nằm ven sông cầu bị ngập sâu, 81 xóm tổ dân phố bị ngập, 20 xóm tổ dân phố bị cô lập. Ngay trong đêm qua, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã họp khẩn và chỉ đạo khẩn trương huy động các lực lượng tại chỗ hỗ trợ người dân sơ tán và vận chuyển đồ đạc đến nơi an toàn. Trực tiếp đi kiểm tra các địa bàn trọng điểm, xung yếu như công trình đê điều, các vị trí khu vực bị sạt lở đất và có nguy cơ sạt lở đất cao, khu vực bị ngập để kịp thời lãnh đạo chỉ đạo triển khai xử lý các tình huống có thể xảy ra. Huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ quân đội, công an, dân quân tiến hành gia cố các tuyến đê để ngăn nước sông cầu chảy ngược vào phía trong đê. Để hạ mực nước trong hồ đón lũ, vào 13 giờ 30 phút chiều nay sẽ vận hành xả lũ qua tràn hồ Núi Cốc với lưu lượng xả lũ từ 60 cho đến 300 mét khối một giây. Hiện nay, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và các địa phương tiếp tục thực hiện trực 24/24 giờ, đồng thời bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực trọng điểm xung yếu để sẵn sàng xử lý kịp thời những tình huống phát sinh.
Trước diễn biến phức tạp của thời tiết thì ngay trong đêm mùng 8 tháng 9, tỉnh Lào Cai đã huy động các lực lượng tại chỗ di dời sơ tán khẩn cấp hàng nghìn người dân ở những vùng nguy hiểm đến nơi an toàn nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Ủy ban nhân dân phường Sa Pa xin thông báo lại yêu cầu tất cả người dân trong 3 số nhà 38, 40, 42 đường Thác Bạc, yêu cầu tất cả mọi người di chuyển ra ngoài vì đằng sau đang sạt lở rất nghiêm trọng, yêu cầu mọi người khẩn trương di chuyển ra ngoài cho. 23 giờ đêm ngày mùng 8 tháng 9 tại thị xã Sa Pa, dưới cơn mưa tầm tã, nước tràn lênh láng khắp mặt đường, những hộ dân còn nằm trong khu vực nguy hiểm vẫn được các lực lượng chức năng vận động và hỗ trợ di chuyển đến nơi ở tập trung. Đã tuyên truyền sâu rộng đến các bà con, đặc biệt là các cái bà con có nằm ở các cái khu vực mà có khả năng sạt lở cao, di chuyển ra một vị trí an toàn. Còn tại thôn Hòa Sử Pán, xã Mường Hoa, thị xã Sa Pa, nơi vừa xảy ra trận sạt lở khiến 5 người chết, 2 người mất tích và 10 người bị thương. Hơn 150 người dân trong thôn cũng đã được di chuyển đến ở tại các trường học trong xã. Các chốt chặn cũng được lập tại tất cả các điểm tiềm ẩn nguy cơ thiên tai, đặc biệt là sạt lở, lũ ống, lũ quét. Chia làm các nhánh để hướng dẫn bà con nhân dân là những đường nào mà có lũ ấy, thì mình không nên đi qua, nên đi tránh đi đường khác. Cũng thông báo cho bà con là ít đi lại cái tuyến đường có nguy cơ sạt lở và nguy hiểm nước lũ. Chúng tôi kiên quyết là tất cả các hộ dân là không được ở khu vực ven suối. Nếu hộ dân nào không chấp hành thì thị xã cưỡng chế di chuyển đến nơi an toàn. Và đánh giá chung thì tình hình thực hiện cái việc mà đảm bảo an toàn cho người dân ở khu vực ven suối là chúng tôi đã thực hiện một cách hết sức là triệt để. Tất cả những cái hộ dân nếu không có việc gì quan trọng thì không ra đường. Thế còn lại là các lực lượng phải túc trực 100% quân số. Tại Lào Cai, mưa lũ đang có những diễn biến hết sức phức tạp. Ngay trong đêm mùng 8 tháng 9 và sáng ngày mùng 9 tháng 9, tại nhiều địa phương tiếp tục có mưa to. Nước lũ tại các sông suối dâng cao gây ngập úng nhiều khu dân cư. Chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ, cùng với người dân trắng đêm di chuyển đến tránh trú ở những khu vực an toàn. Sau đây là một số thông tin về tình hình mưa lũ đáng chú ý. Ngày 8 tháng 9, tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, đã xảy ra hai vụ tai nạn thương tâm do mưa lũ. Hai em nhỏ đã bị cuốn trôi. Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 8 tháng 9. Bé trai sinh năm 2020 cùng anh trai ruột đi qua suối Khe Đà thì trượt chân ngã và bị lũ cuốn đi. Trước đó, vào sáng cùng ngày, một bé sinh năm 2019 trên đường về nhà không may bị trượt chân ngã xuống khe nước rồi bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi. Hiện vẫn chưa tìm được nạn nhân. Ủy ban Nhân dân xã Sơn Bình, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu cho biết, đêm qua và rạng sáng nay, mưa lớn kéo dài liên tục khiến một lượng lớn đất đá sạt lở từ ta luy dương đổ sập chắn ngang quốc lộ 4D gần khu du lịch cầu kính Rồng Mây, khiến các phương tiện lưu thông theo chiều từ Lai Châu đi Sa Pa và ngược lại không thể di chuyển. Mặt đường xuất hiện những vết nứt đất gãy, các xe tải, xe khách từ Lai Châu đi Sa Pa ùn tắc kéo dài.